Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoàng Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ, hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa anh. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn, một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À, hiện tại là đang ở thành Sài Gòn, một dạ. Năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À, ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À, rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chứ. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao? Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em, hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị một điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Điện thoại gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo, em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm, đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim rồi, nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng chút mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp đó chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ tính em hơi bề bộn cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy.
đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó, ráp vô. Dạ, mà ráp vô cái lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang vậy mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt bay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. Bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi, thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ, có chút nữ tính với lại... Có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Nhà em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày, chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách? Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xà một chút. Nói đây ở đâu có dọn đâu, cái tuần không dọn dạ. Đó. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Dạ, nói coi. Khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. Thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, còn học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ của nuôi nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái này em có chắc thể à? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em thì cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào cháu trai dạ, trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ. Như vậy là vô là hợp với gia đình mình. Chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn, mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo. Là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi, không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. Nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi, rồi là để mình có một cái mối tình đầu. Má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa, sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà dạ. Với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có nghĩ đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi dạ, cô yên tâm dạ. Rồi hả cô ha. Bấm nút đi dạ. Kiếm mối tình đầu đi. Rồi, nay bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em.
À, anh ruột ha? Dạ, anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến, thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ, làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này, ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Rồi, bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là... cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là một năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ, em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Hồi nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Okay. Quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy. Lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hết giận. Chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ, em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm rồi nhưng nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu gái đấy nha. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm. Mình xin cảm ơn các cô chú chia sẻ những thông tin này cho là người trước là họ là chia sẻ ha. Đầu tiên mình giới thiệu thông tin về bản thân mình trước.
sức gia đình ốc để lắp ghép bộ phận ô tô. À, làm ngay từ chỗ làm đi qua đây đúng không ạ? Dạ. Đi làm hồi này đi đúng không ạ? Dạ, hồi này thay đồ đi. À, lớp đồ đây ha. Hồi em là quê ở đâu? Dạ, quê ở Trà Vinh. Trà Vinh hả? Ok. Làm đây lâu chưa? Dạ, em làm được ở công ty Otaya thì được 350, làm ở bên Nhật được 150. À, có đi Nhật cả hả? Dạ, công ty tạo điều kiện cho đi. Rồi, công ty của em được bao nhiêu vậy? Nhân viên hả? Công ty được bao nhiêu? Công ty em ở đường số bao nhiêu? Ở đường số 18. Đối với chị công ty Nhi Đếp. À, đối với chị Nhi Đếp. Rồi, thì mày thì nếu vừa qua mặt thì em nhẹ nhàng quá vậy. La mặt là khó không kìa. Dạ, điểm mạnh của em biết lắng nghe, biết chia sẻ. Nhược điểm thì hơi lo xa. Người ta nói em hơi cụ non. Hơi cụ non đúng không? Dạ. Lo gì? Lo gì mà hơi cụ non? Thì em lo thì em thường lo những vấn đề gì mà thì ông cũng lo. Thì lo vấn đề gia đình, vấn đề cưới vợ thì sau này sẽ làm cái gì. Rồi lo nhà rồi cuối cùng lo mà đã chuẩn bị được gì chưa? Có số vốn gì chưa? Dạ, dạ lúc mà làm ở bên Nhật được 5 rưỡi thì em lãnh lương theo cũng kiểu người Nhật hết, cũng đỡ hơn Việt Nam. Mấy mươi giáo dục người Nhật là sao em? Là mình làm người Nhật lãnh nhiêu mình lãnh nhiêu. Mà được bao nhiêu? Người Nhật lãnh đổi tiền ra là khoảng chừng 30-35 thì mình cũng nhận 7 triệu. Còn ở Việt Nam thì chỉ được có 15-17 triệu. Bây giờ hiện tại em đang nhận 15-17 triệu. Dạ. Vì là cũng có để dành tiền cưới vợ rồi vậy. Rồi đi Nhật 1.5 năm mà mang được cho mẹ được bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu không? Dạ, chừng 400 mấy năm. Dạ, anh không biết hả? 1.5 năm. Thì còn làm gì đang hoài không nhiêu lần nè. Rồi, tiếp đi em. Tình trường sao này? Dạ. Mấy bữa tiền rồi? Tức là tương đầu tiên cho công ty cũng quen một bạn nữ. Sau đó quen một bạn nam. Không phải một bạn nữ mà trước khi đi thì quen được 3 tháng, trước khi đi thì bạn nữ cũng lo cho em này nọ. Rồi khi mà em qua bển thì có bạn cũng có người khác. Lúc mà có người khác thì bạn nữ đó cắt đứt liên lạc. Em muốn gửi lời xin lỗi với cảm ơn mà không được. Là bao lâu rồi? Cô đó chắc cũng 4 năm. Ủa em đi Nhật về là mấy năm rồi? Dạ em đi nhiều trước dịch. Trước là dịch là... Trước dịch vừa rồi hả? Dạ, trước dịch 2. À có nghĩa là em cứ thật trước đến giờ em cứ làm ở cái công ty này. Dạ. Là sau đó em làm công ty bao lâu thì công ty cho em đi Nhật? Em làm được 1 năm. À, là công ty này thôi nữa. Dạ. Từ khi em sẽ hoàn thành chỉ làm ở công ty này thôi. Dạ. Rồi đi Nhật 1.5 năm để nâng cao tay nghề. Dạ. Rồi về thì tiếp tục làm ở đây tiếp. Dạ. Ok. Rồi. Sau đó thì có quay lại nữa không? Dạ. Sau đó có quay lại nữa không? Dạ không. Có một cô gái nữa thôi hả? Tại vì cái công việc nhưng mà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ từ chiều. Ồ, làm từ 6 giờ sáng đúng hả? Dạ. Em đang ở đâu? Em đang ở đường Nguyễn Tấn Phát hả? Dạ, em đang ở đường Nguyễn Tấn Phát. Thuê trọ với bạn? Dạ. Rồi, rồi em có tìm mẫu bạn gái như nào? Dạ, cỡ cỡ thì em hoặc cao bao nhiêu chút em xíu. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m60. Ừ. Chứ bạn gái là tầm khoảng 1m50 được rồi đúng không? Trên 1m50 cũng được. Ừ. Rồi, tuổi tác? Nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn 2 tuổi. Ok. Có yêu cầu gì ngoại hình nữa không? Cao khoảng 1m50 rồi thì có cần yêu cầu
còn gì nữa không? Tóc tai, rồi mắt mũi miệng rồi sao? Hay chỉ cần làm con gái là được? Dạ, tóc dài thì được. Tóc dài. Thôi hiền quá vậy nhá, không phải đi Nhật về một năm rưỡi mà sao nhát vậy? Chắc là lần đó mà hồi hộp. Hồi hộp á hả? Nếu mà lúc này em sang Nhật là bạn gái mới chia tay em đúng không? Dạ, em sang Nhật được khoảng 2 tháng. Ừ. Ngày bạn gái này đi sang chia tay hả? Dạ. Hôm nay có buồn không? À, buồn thì có buồn nhưng mà mình đi làm cái mình quên. Mà cũng tại vì trước khi đi là cũng mới quen có 3 tháng mà đúng không? Dạ. Cũng chưa có sâu sắc gì nhiều. Rồi sao tìm một cô gái Nhật nào bên đó? Dạ, thì cũng có nói chuyện, cũng có chồng nhưng mà tại vì không Tết. Chứ còn tới là ở nhà từ đâu về Việt Nam đúng không? Rồi tiếp tục mỗi bạn gái lên quán quán, công việc bạn gái thì sao? Bạn gái em muốn kiếm ở ẩn đường Tây. Rồi tiếp theo mỗi công việc của bạn gái thì sao? Nhưng mà trong xưởng của em có con gái không, trong công ty á? Chắc nhiều quá. Nhiều mà. Thì thấy mỗi lần đi làm nó đổ xô con gái quá trời luôn. Công ty em thì khoảng có bảng 300 nhân viên à. Mà giá trị thì còn mấy anh mốt hết trơn. Rồi vậy hả? Vậy em phải mạnh mẽ lên chứ, phải nhanh nhẹn lên chứ. Đợi mà ông ngồi ông hắn xong đánh giá xong người ta đẹp quá là người ta hốt hết mấy qua mấy vòng rồi đó. Đúng không? Phải mạnh mẽ thì tự tin lên chứ. Hát hò gì không? Không. Có tài bản gì đặc biệt không? Thích đất được không? Được. Được. Thể hiện thích đất lên, nó tổng bằng gái thích đất rồi này khi các thứ rồi lên cho chị. Với bạn gái thích lên thích xuống rồi đó. Được tiếng Nhật tốt không? Tiếng Nhật nói tốt không? Dạ được, cho tiếp đi giám đốc. Công ty đó, công ty Nhật. Công ty của Nhật thì mới cho đi Nhật mà đúng không? Ok, còn yêu cầu việc bạn gái nữa không? Bao lâu sẽ đi kết hôn được?
Nga có cửa hàng quần áo mà. Dạ. Mình có cửa hàng riêng chưa? Dạ chưa, em nghĩ là mình có bốn chung với anh họ. À, có bốn chung với anh họ nữa. Thì mẹ được có cửa hàng riêng rồi thì nữa là cổ phần. Rồi, để mà hiểu biết của em là gì à, Tuyến? Dạ, điểm mạnh của em là luôn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Ừ. Rồi lắng nghe và đem đến niềm vui cho họ và mình có thể chia sẻ và cho họ vui. Ừ. Và em không thích những người mà hay cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện mà cứ làm cho mình gọn mà mình không thích nghe mà cứ tạo cho mình cái áp lực mình khó chịu. Mà thù dai càng càng đúng không? Cái gì đó một lần thôi. Rồi em có điểm yếu, có tật xấu gì không Tuyến, có tài lẻ, hát hò gì không? Điểm yếu của em là hay quên. Như có người yêu thì em sẽ nói chung là nhớ cái ngày sinh nhật của bạn gái và sẽ hẹn hò chở bạn gái đi ăn cho gì để tình cảm hai đứa tiến xa hơn và về chung một nhà có cuộc sống thật sự để tới đi. Ừ. Tức là không hứa cái gì hết, chỉ hứa là sẽ nhớ ngày sinh nhật của bạn gái thôi đúng không? Mình làm cái gì để cho bạn gái mình để cho mình lúc nào cũng vui là được. Ừ. Còn hát hò thì được không? Dạ em xin hát một đoạn. Ừ. Dạ. Xin em xin hát bài Nếu Là. Nếu Là Anh hả? Dạ. Ừ. Okay. Nếu là anh thì anh sẽ về bên em mỗi khi em buồn. Về bên em. Em hát được có mấy câu rồi. Em có mong muốn bạn gái như thế nào không Tí? Dạ như con của em thì mẹ em thì cao, ba em thì thấp. Cho nên là em cũng muốn sau này con gái thì cũng đẻ là sau này không có thiệt thòi với những bạn bè. Chắc đối với là mình thấp thì mình tìm mẹ cũng nhích lên mình ở chừng 1m58 hoặc 1m63 hơn cũng được. Để sau này con cái nó có là em về mẹ thì cũng đỡ thiệt thòi cho con cái cũng đỡ tội. Nói chung là em cũng lên đây thứ nhất là cũng nhờ chương trình là tìm hiểu cho em một người bạn gái là cùng đạo quy giáo. Để khi mình tìm hiểu nó như một năm mình tìm hiểu hiểu nhau nhiều quá là để tiến tới cái chuyện kết hôn, tại vì năm nay em cũng 30 rồi. Thì đứa của em thì bây giờ nếu lấy vợ sớm giờ cũng 23 đứa con cũng 40 tuổi rồi. Nhưng là em thời gian đi làm thì nhiều những công việc thì quen là em có. Còn tuổi tác thì là nhỏ hơn em 1-2 tuổi và bằng là hơn 1-2 tuổi. Là biết sống, là biết quan tâm tới gia đình mà vợ chồng là cũng lúc nóng giận thì cũng như là vợ giận thì chồng vui là lúc nào mà vui ấy thì góp ý với nhau để mà giữ cái hạnh phúc để sống với nhau đến hết đời. Chứ đừng vì một chuyện nhỏ mà đánh mất đi hạnh phúc trước mắt thì em nghĩ là một người phụ nữ rất là không tốt. Bạn gái ở đâu thì được? Dạ như là ở Xuân Lộc, Long Khánh, Dầu Giây, bất kể như quanh Đồng Nai. Sài Gòn thì được không? Sài Gòn thì em đi thì cũng được, nhưng mà mỗi lần em đi thì chắc phải suy nghĩ, tại vì chỗ em làm thì ông anh em bán nhiều lắm, thì mỗi một nơi là một người không nghĩ được. Bán quần áo thời trang nam nữ luôn hả? Dạ. Bán shop thời trang nam nữ luôn hả? Dạ đúng rồi, shop chợ, shop lề đường rồi khu công nghiệp có rất đủ. Thu nhập mỗi tháng em được bao nhiêu ổn không? Dạ thu nhập của em thì hiện tại bây giờ em có được 40 mấy triệu, có vốn riêng. Nếu như mà tìm hiểu mà có một năm mà hai bên gia đình nói chuyện mà người lớn đồng ý thì là học cái biết xong là tụi em sẽ xin phép là tiến tới hôn nhân luôn. Nhưng mà ngoài em có mấy chị em? Dạ em là đầu. Con đầu còn sau em là còn? Sau em là một con của em. Em gái? Dạ. Em trai hả? Dạ. Nhà cửa đất đai là ổn định hết rồi đúng không? Nếu nhà em thì có, em có một cái nhà riêng xây sau nhà gia đình của ba mẹ em. Nhà có nhà riêng rồi đấy hả? Mà xây bằng tiền mình hay tiền ba mẹ cho? Tiền em thì xây như làm công ty cũng cũng làm mấy là phải là bên giáo sư thấy hoàn cảnh này cũng neo đơn khó khăn á, cũng giúp cho mình được mấy chục rồi mình phụ cô nữa là gia đình cho ít nữa rồi xây cho cái nhà riêng. Sau này có lập gia đình ở riêng.
Thôi, ngày mai em mới đưa vào phòng lái được không? Thì một hình thì em chỉ cần là nhờ chương trình là giúp cho em là tìm một người bạn gái là ở từ 1988 đến số 3, số 5 cũng được. Thì quan trọng là bạn gái là chủ yếu là vì yêu mà tới với một tình cảm chân thành và đón nhận tình yêu của em dành cho họ thôi. Còn ngoại hình mình sống là sống trên dư luận, chứ mình đừng sống dưới dư luận của xã hội, người ta nói là được muốn tình cảm nó cũng sẽ biến mất. Thường em bán quần áo thì có biết các tư vấn là bán quần áo thì kia cái nào tư vấn được không? Dạ được. Nam cũng là được đúng không? Dạ. Nhưng mình khách vô thì mình chào khách như vậy, em chào anh như là anh mặc sai bao nhiêu để em tìm sai và giúp mình để nó nhanh hơn, và có thể mình có một cái mẫu quần nào đó mình thích mà lại không tìm được. Dạ. Rồi ok, nếu mà được chọn mà có người phù hợp để chương trình á, chỗ tài tư vấn cho cả lên mặt gặp bạn gái, tư vấn cho bạn gái, quyền cái áo nào thấy bạn gái mặc đẹp nhất thì chỉ đáp hướng gì đó ha. Dạ, cái em là con cấu trúc ban đa giống như là anh Hồ Sửa Long Thành ấy. À sao vậy, sao làm cấu trúc? Tại vì em nhìn thấy cái thầy Hàng nó vui vui đấy, em cười cho bạn gái chương trình. À, tức là kiểu vậy đúng không? Rồi, ý là mình nói với mọi thôi chứ mà thật ra những phần đầu vô cùng là cứ là chuẩn bị ha. Rồi, ok, cảm ơn anh Tiến rất là nhiều, hôm nay đã sắp xếp và dành thời gian lên để mà tham gia cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Thì đó là cũng là cái sự nghiêm túc của em đối với chương trình rồi. À, thì sau đây thì nếu mà có bạn gái phù hợp thì chương trình sẽ liên lạc thông báo cho em và sẽ có biên tập đầu kỹ nội dung với em ha. Và cho mình biết cái tờ ghi hình để mà tham gia nha. Rồi, ok, cảm ơn Tiến.